làm ra cây chổi thì gồm có 3 công đoạn chính. Một là cái công đoạn làm ra cái mái chổi này. Cái công đoạn thứ hai là bện cái đường dây này, tức là bện như vậy đây. Rồi cái công đoạn thứ ba là mình dăm sữa cái chổi để mà cái chổi được thành khoảnh.